cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như pháp kính lễ với bà với cô tu nữ, như pháp kính chào đạo tràng. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh của như pháp không? Cho như pháp xin một tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn Minh Hoa Thành ạ. Dạ như pháp kính chào Minh Hoa Thành ạ, kính chào anh Minh Minh, kính chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ. Mến chào cô Hoa Nguyệt, mến chào cô Rạng Đông. Mến chào cô Cẩm Vân, mến chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, mến chào Tina. Kính chào Thấy Là Thương, kính chào Ngạo Sắc. Kính chào anh chị Phan Văn Liêm, mến chào Pháp Nguồn Lào Cai. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như pháp kính chào đạo tràng. Dạ, tại con thấy còn dư giờ mà con chưa thấy được từng nạc online, nên con xin được chào đạo, xin phép được chào đạo tràng. Dạ kính lạy cô tu nữ Thăm Má Cha Rí. Dạ lâu lắm rồi mới thấy cô tu nữ Thăm Má Cha Rí vào đạo tràng. Hôm nay cô có thể cầm mịch được không thì cho như pháp một tín hiệu nha. Trong khi chờ đợi thì như pháp sẽ ôn bài trước để cô cũng trình đường truyền. Dạ. Dạ cảm ơn Minh Quốc Thanh Á đã cho bài lần nữa để cho cô tu nữ Thăm Má Cha Rí thấy được bài. Dạ con xin được ôn bài câu pháp của kinh 209. A yo ge yun cha mát ta năng yo gat min cha a yo cha năng a thăng hit ta vi yap ga he vi he ti he ta 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 nu yo ghi năng a yo ge yun mát ta năng yo gat min cha a yo cha năng a thăng hit ta vi yap ga he vi he ta ta nu yo ghi năng. Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ địch theo hỷ ái, canh tị bậc tự chuyên. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và cô tu nữ Thăm Má Cha Rí có nghe được không và có thể cầm mic không cho như pháp một tín hiệu ạ. Và cô xin được cài. A dở ghê dun cha mặt ta năng dở ghét minh cha a dở cha năng a thẳng hít to bị dập ga hi bê hai bê hai ta ta nụ vô ghi năng. A dở ghê dun cha mặt ta năng dở ghét minh cha a dở cha năng à thẳng hít ta bị chấp ga hi bị hai ta ta được vô ghi năng. À giờ ghế dún cha mát ta năng giờ gạt minh cha à vô cha năng à thẳng hít ta bị chấp ga hi bị hai ta ta được vô ghi năng. Đáng làm thì lại bỏ quên, chăm chiên những việc chẳng nên chút nào, thả cho dục vọng tuôn trào, quên con đừng dựa lội vào dòng mê. Đã không cố gắng quay về, lại còn ganh tị cười chê người hiền. Dạ đây là bản hổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, vậy là cô không cầm mít được. Dạ, kính chào người phương Nam về vào đạo tràng. Dạ, cô Rạng Đông hay Vinh Bách Tha Na có thấy sư Tịnh Đạt online chưa quý vị? Dạ, cái máy của Như Pháp không thấy. Dạ, cảm ơn. Dạ, vậy bây giờ không còn vị nào cầm mic nữa. Mời cô Rạng Đông cầm mic một chút xíu nha. Để như pháp điện thoại cho Thể Đức Tịnh Đạt. Dạ, mời cô Rạng Đông cầm mic một chút ạ. Mà cầm mic tôi.
đạo lành Như Lai. Nam mô Tha Giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tề Quyền Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 210. Như pháp kính cảm ơn, kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ tôi chúng được nghe rõ và cảm ơn. Cô Như Pháp cùng Phật tử Bất Thanh Á, Phật tử Lào Cai cùng đại chúng. Kính cảm ơn cô Quang Nguyệt, cô Đăng Đông, Phật tử Lào Cai. Xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Bhutang Phakkawatang Apivade Miswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thần cố ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhờ quý Đức Tam Bảo nhận do Đức Sư Tôn Đức Tăng chúng tôi được cùng chư Phật tử cùng đại an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Thì kính lễ đến toàn thể đối với tu tri. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh số 10, 210 của Thammapada. Ở đây chúng ta học cái phẩm 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 ái đó, vị ái. Bây giờ chúng tôi sẽ thích nghĩa cái câu 210 này. Ma bi ye hi samma gan chi ap abi ye hi kuda cha nang biya nang adasa nang dukkhan apiya nang cha dasa nang. Chớ gần gũi với những gì mình yêu thích và cũng và những gì không yêu thích vào bất cứ lúc nào. Việc không nhìn thấy những gì yêu thích và việc nhìn thấy những gì không yêu thích chính là đau khổ. Đây là pháp cú số 210. Chúng ta thấy cái chữ ma bi ye hi sa ma gan chi. Bây giờ ma đây tức là một bất biến từ, tức là không hay là chớ, nó cũng như cái chữ ná vậy đó. Ná hay chữ ná thí cũng như đó. Còn cái chữ bi ye hi có nghĩa là từ cái chữ danh danh tính từ là từ bí giá. Mà bí dê hí là chia theo cách thứ ba số nhiều vậy thôi. Sử dụng cách với những gì mà chúng ta yêu thích. Những gì chúng ta yêu thích. Samma gan chi từ cái chữ sang căn sang cộng với agan chí tức động từ, tức là tha động từ này cộng với quá khứ động từ, có nghĩa là đã trở nên gần. Thì cái tích đồ ngữ sang này là cái chữ xá này là cùng vô hoàn toàn. Còn cái chữ a, cái tích đồ ngữ a nó kiểu là hướng về. Samma gan chi nó là như thế. Samma gan chi có nghĩa là đã trở nên gần gũi. Và cái căn gâm tức là gá. Dạ, tiếp ngữ quay về của cái căn gâm là đi. Còn tiếp theo chúng ta thấy cái chữ Abhiyehi Kuda Chanang. Abhiyehi Kuda Chanang
thì cái chữ cũng đây cũng tiếp tục ngữ á, đây như tiếp tục ngữ á với cái chữ mà hồi nãy mà chúng tôi nói với cái ná ná và á nó cũng như đó, cái chữ ma đó nó một bước biến từ, bước biến từ thôi, một bước biến từ mà tiếp đầu ngữ, là tiếp đầu ngữ ở đây nó cũng dài cái tiếp đầu ngữ á là không, mà cộng với bá cộng với bí giá có nghĩa nó trở thành apijehi. Cũng vậy với những gì mà chúng ta ưa thích, cái chữ bí giá apijá không ưa thích là nói bí giá, bí giá thì ưa thích, mà apijá là với những gì mà không ưa thích. Một hồi nãy cái chữ kia là chữ không ưa thích, cái chữ ưa thích bây giờ với những gì ở đây nó thêm tiếp tục ngữ á nữa, có nghĩa là không ưa thích. Kuda chanang đây là một từ bất cứ lúc nào hay là trọn đời hay là không bao giờ. Cái chữ kuda chanang nó là một trạng từ. Tiếp theo cái chữ bí gia năng đá sa năng đúc khăn bí gia năng đá sa năng đúc khăn, việc không nhìn thấy những gì mình yêu thích và việc nhìn thấy những gì mình không yêu thích là khổ. Cái chữ bí gia năng từ cái chữ bí giá là những gì, nó một danh tính từ, ở đây nó danh tính từ mà nó chia theo bí gia năng là nó chia theo cái là sở thuộc cách xuống nhiều a năng a giá a sa a năng. Còn cái chữ adasana từ cái cụm tiếp đầu ngữ á là không, cộng với dasana là việc coi như là dasana là thấy dasati, từ cái căn động từ dasati có nghĩa là không nhìn, có nghĩa là việc mà không nhìn thấy. Còn cái đúc khăn từ cái chữ danh từ đúc khá, đây là danh từ trung tánh, có nghĩa là đau khổ. Còn tiếp tục chúng ta thấy cái chữ apijá năng nữa, nó cũng danh tính từ nữa, có nghĩa là của những gì mình không yêu thích, thì nó cũng từ cái căn mà tiếp đầu ngữ á là tiếp đầu ngữ nghĩa là không. Còn cái chữ dasa năng là từ căn disti đó, hay vậy đó. Có nghĩa là nó biến thành một danh từ cái việc mà được nhìn, việc mà nhìn thấy một danh động từ cái việc được nhìn, việc được nhìn thấy. Thì Hòa Thượng Minh Châu dịch rằng chớ gần gũi người yêu trọn đời, xa kẻ ghét, yêu không gặp là khổ, quán phải gặp cũng đau. Đó là của Hòa Thượng Minh Châu. Thương yêu thì chớ tìm gần, còn mình ghét phải cần tránh mau, còn người mình ghét phải cần tránh mau. Người thương không phải gặp sầu, người gặp người mình ghét mài trao ít gì. Đó là của Hòa Thượng Giới Đức. Thì đây chính là cái duyên sự của câu Pháp Cú số 210. Cái thích nghĩa của câu Pháp Cú số 210 là như vậy. Và tới chúng ta học cái duyên sự, chúng ta học tới, chúng ta nghe tới cái duyên sự. Cái duyên sự mà có cái câu Pháp Cú này cũng rất là hay. Câu Pháp Cú này, cái duyên sự này gồm 3 câu Pháp Cú: 209, 210 và 211. Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo hỷ ái, ganh tị bậc tự chuyên. Đó là câu chính. Chớ gần người yêu trọn đời, xa kẻ ghét, yêu không gặp là khổ, quán phải gặp cũng đau là 210. Do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là ác, những ai không yêu ghét không thể có ràng buộc, có thể có buộc ràng. Đó là câu thứ 211. Và duyên sự này được khởi lên tại kỳ viên tịnh xá.
đề cập đến ba người xuất gia ở trong một gia đình. Thì tương truyền rằng một gia đình ở thành Sawatthi có được duy nhất một đứa con trai mà cha mẹ thì rất là thương và quý mến. Thì một hôm các vị tỳ kheo được mời đến nhà để thọ trai, để dự lễ trai tăng. Thì đang khi mà sau khi thọ thực xong các ngày chúc phúc và thuyết pháp, cái duyên lành của cái cậu con trai này khi được nghe xong, khi được nghe các ngày tụng kinh và thuyết pháp, liền phát tâm muốn xuất gia, muốn xin cha mẹ. Nhưng hai ông bà không có chấp nhận cái lời xin của con mình. Thì cậu con trai tự nghĩ rằng chờ dịp ba mẹ không lưu ý, ta sẽ thoát ra bên ngoài mà đi xuất gia. Rồi người cha rời khỏi nhà thì dặn vợ ở nhà phải lo gìn giữ đứa con, phải trông chừng nó. Còn người mẹ thì đi ra ngoài cũng dặn chồng phải gìn giữ đứa con như vậy. Thì một hôm người cha đi ra khỏi nhà, bà mẹ mới nghĩ ta phải gìn giữ con trai ta. Thế rồi bà ta mới ngồi dưới đất quay chỉ ngay ở chỗ cái cổng, cái cửa ra vào. Thì sau khi dùng hai chân hai bên ngạch cửa ra vào chẳng có như là để canh cái đứa con trai của mình, thì đứa con trai suy nghĩ ta sẽ gạt mẹ ta mà ra đi mới được. Thì cậu mới nói với mẹ rằng bây giờ mẹ hãy cho con xin đến quan bên để con xin đi vệ sinh đi cầu đó. Và mẹ chân qua để cho con trai mình đi ra ngoài đi vệ sinh đi cầu. Thì khi mà mẹ rút chân cậu thì cậu đi ra ngoài được. Thì sau khi cậu ta đi ra là cậu ta chạy tìm đến chùa mà xin xuất gia. Thì các vị tỳ kheo cho cái thanh niên này xuất gia. Thì sau khi được xuất gia xong thì thế là người cha trở về hỏi con đâu rồi, thì biết là thế nào, thấy không thấy con, thì mới chạy đến chùa là thấy con của mình đã xuất gia rồi. Người cha than khóc và bực bội khó chịu, nhưng đành phải chấp nhận. Một lát sau ta sự nghĩ, ta nghĩ rằng con trai ta đi xuất gia, bây giờ ta còn ở nhà làm gì nữa, bởi vì ông ta rất là thương con của mình. Thế rồi ông ta cũng xin xuất gia với các thầy tỳ kheo. Sau khi bà mẹ ở nhà lâu quá chờ hay đức chờ chồng của mình về để biết cái tin, nhưng thì cũng không biết được. Thì biết rồi ông ta tới chùa có vấn đề gì nữa đây, thì mới chạy đến chùa. Hay là ông ta cũng đã tu xuất gia rồi, thì cứ đến chùa tìm chồng tìm con. Thì bà thấy cả hai đều xuất gia thì nghĩ thầm, trong hai người này đã xuất gia rồi, bây giờ ta ở lại nhà có ích gì nữa, thì ta cũng đến tịnh xá của các vị tỳ kheo ni mà xin xuất gia. Tuy đã xuất gia nhưng ba người không thể tách rời nhau, dù ở chùa hoặc ở tịnh xá của ni, họ cũng ngồi chung một chỗ nói chuyện cùng một nơi suốt cả ngày vậy đó. Do đó chư tăng ni đều thấy làm bực bội, không có vừa lòng. Thì cái việc này thì các vị mới bạch trình lên Đức Phật. Thì nghe các ngươi, thì Đức Phật ngày sau khi nghe bạch trình, bắt đầu ngày mới gọi ba người này tới. Và khi đi tới thì Đức Thế Tôn hỏi có thật vậy không? Thì các vị này, hai vợ chồng cùng với người con mới nói bạch Thế Tôn, chúng con đã có như vậy, tại sao có người làm như vậy? Làm như vậy không thích đáng với các bậc xuất gia. Thì họ mới bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con không thể sống xa nhau được. Thì Đức Phật ngày mới ta thán rằng, kể từ khi mà xuất gia thì việc như thế là không còn phù hợp nữa. Sự xa cách những người thương và sự gần gũi những người mà không thương đều là khổ cả. Bởi thế đối với chúng sanh hoặc các khó vô vi, ta không phân biệt là thương hay ghét chi cả. Rồi ngài nói lên những bài kệ tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, vỡ đích theo hỷ ái, ganh tị bậc chư tự chuyên. Chớ gần người yêu, chớ gần gũi người yêu, trọn đời xa kẻ ghét, yêu không gặp là khổ quán, phải gặp cũng đau. Do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là ác.
Những ai không yêu ghét không thể có ruột buộc ra. Thì đây là một điều mà hết sức là đặc biệt. Để chúng ta mới thấy được cái chữ bí giá có nghĩa là sự bám chặt của kiếp trầm luân, của kiếp sanh tử, kiếp đau khổ. Tại sao mà ở đây Đức Phật ngài dạy rằng, Đức Phật ngài dạy rằng chớ gần gũi người yêu trọn đời, xa kẻ ghét cũng không là khổ, ghét phải gặp cũng đau. Đây là một điều mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời này. Từ cái sự thương yêu nó sanh ra những cái đau khổ. Tất cả chúng sinh trong cuộc đời này bị trầm luân sanh tử, đó chính là do tập khởi của ái hay là ái. Đây chính là cái nguyên nhân sanh ra cái những sự khổ đau. Khi mà chúng ta gần gũi cái người chúng ta thương, cái người thương yêu, thì chúng ta vừa lòng khả ái, cái hỷ khả lạc. Nhưng điều mà tại sao Đức Phật nó chớ gần gũi như vậy? Bởi vì gần gũi như vậy đó là cái ái luyến nó càng tăng, mà cái ái luyến nó càng tăng như vậy thì cái sự khổ đau của cái sự sinh tử này nó luôn luôn xuất hiện tới. Chúng ta gần người yêu á thì chúng ta rất là nhiều cái tình huống mà chúng ta phải mệt mỏi, rồi người đó bệnh hoạn, người đó đi xa, người đó còn ở hay không, nói chung là trong tầm tay của chính chúng ta thì chúng ta cảm thấy nó an toàn. Còn đi xa tầm tay của chính mình thì mình lo sợ, mình suy nghĩ, mình đủ thứ đủ chuyện hết. Bởi vì nói thành thật ra thì họ yêu, họ thương, họ ghét gì đó chính là cái, đó chính là cái tâm tư của chính họ. Nhưng điều mà phải nói rằng là cái sự thương, cái sự yêu, cái sự gần kề của tất cả là một điều mà tất cả sẽ mệt mỏi và đau khổ vô cùng ở trong cuộc đời này. Cho nên đừng có gần gũi rồi từ cái sự đan kết như vậy mà ở trong cuộc sống tu hành mà gần như vậy thì không thể nào mà tu. Bởi vì có cái sự đùa vui, có cái sự cười giỡn, có cái sự này sự kia thì nó rất là mệt mỏi. Đừng có nói chi là ngày xưa, ngày hôm nay cũng vậy. Có một số người cũng có cái điều kiện mà con của họ muốn tu, thì thế là họ đi lên chùa tu, thì mẹ cũng đi lên chùa tu. Thì chưa có tình, chúng tôi chưa gặp tình huống tức là ba cũng lên chùa tu luôn. Nhưng điều mà mẹ đi, con đi thì thấy mẹ có đi. Cái trường hợp này thì nhiều. Thì đi lên sợ không ai lo cho con mình, rồi đi lên chăm sóc cho con mình, nghĩ rằng đó là nhìn hình bóng của con mình, nó cảm thấy nó đỡ có cái sự lo lắng, có cái sự sầu nhớ. Chính vì họ bị cột trói như vậy, cái đề chúng ta cũng thành thật nói như vậy, chính vì họ bị cột trói như vậy cho nên hoàn toàn chúng ta thấy cái sự tu tập của chính họ nó không có tăng trưởng được. Bởi vì cái sự xuất gia là cái sự ly gia các ái, mà đây là nối tiếp cái ái nữa thì nó không có được. Chúng ta bị bận phiền, chúng ta bị cái sự cột trói, cái sự dây ái luyến nó siết chặt, nó chính là nó đi ngược lại là cái tinh thần của ý niệm của người tu. Thì quý vị biết mà, khi mà chắc chắn rằng thí dụ như tự nhiên mà thí dụ như ba coi như cha con mẹ con ngồi lại với nhau là bàn cái chuyện này bàn cái chuyện kia, chứ sự thật ra không có để tu tập thì chắc chắn rằng các vị tỳ kheo ni họ không chấp nhận. Chúng ta đã buông bỏ là buông bỏ thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, hay chúng ta muốn xuất gia, thì cái duyên của cái cậu bé này ở trong gia đình đó là cái duyên xuất gia. Nhưng phải nói rằng là còn cái mà cái việc của chính những người này
phải phải gặp những cái chuyện không vừa. Thì khi Đức Phật Ngài quở trách như vậy đối với ba người này, thì sau đó những người họ trở về, họ hoàn tục trở về, thì nói về cái tích mà của như ba mẹ con và ba mẹ cùng xuất gia mà Đức Phật Ngài không có có chấp nhận cái hành động này, bởi vì những người này không thể xa nhau. Nó có một điều lạ lắm quý vị, có những cái mà người ta thích cái chuyện tu, khi mà nó đến cái duyên á, cái duyên thích tu á, là họ bỏ đi tu, họ nhiều khi nhiều tiền của vàng bạc, rồi cái hết cái duyên tu á, thì dầu cho bất cứ như thế nào họ cũng không thể tu được. Bởi vì ở đây họ bị một cái phiền não ngủ ngầm, chính là cái sợi dây yêu thương hay sợi dây mong ước cái gì đó, hay bởi cái nghiệp duyên nó cản trở. Bây giờ quý vị cứ thử suy nghĩ đi, nếu như mà họ tu mà họ cứ dính xà nẹo với nhau thì làm sao mà được. Đừng có nói chi mà vợ chồng với nhau tu thôi cũng là một chuyện rất là khó rồi, chứ đừng nói chi mà gặp đứa con nữa. Thì nó coi như là những cái tình huống này. Và chúng tôi xin lỗi, ở gần đây thì ở Phước Sơn nó cũng có, tức là có ba đi tu, mẹ đi tu, rồi con đi tu. Nhưng điều đấy không phải là một cái hình thái là vì coi như là thương nhớ con, mà cái đó là vì hoàn cảnh. Chúng ta chỉ nói như vậy thôi, chứ không có nói cái chuyện đúng sai gì của chính họ là mình không có nói. Có, chúng tôi đã thấy rồi, xin lỗi quên, đã thấy. Thì có cái tình huống như vậy. Thì ở đây, ở trong cuộc đời này, xưa cũng như nay, cũng nó thấy những tình huống như vậy, thì nó cũng không là lạ. Và không thể nào mà có cái chuyện mà vừa con mà vừa cha vừa mẹ mà ở cùng một chỗ được. Rồi thí dụ như trong cái lúc mà giảng dạy, hay trong cái lúc mà phải làm việc này, phải làm việc kia, họ luôn luôn họ sợ cho cái người thân của chính họ, hay là kính thưa quý vị, họ không cắt được một cái sợi dây ái liếng trói buộc, thì không thể nào mà tu được. Bởi khi mà cái sự tu là cần để chúng ta diệt ái, để chúng ta vượt qua cái ái. Đó là một điều mà phải như thế. Rồi cái mà người mà chúng ta ghét, chúng ta cũng nên tránh, chúng ta không gần. Một cái là ái tham, nó khởi sanh. Một cái là cái sự bực bội, cái sự sân hận, cái sự bực bội, cái sự khó chịu, mà nó khởi sanh lên, cũng không được. Bởi vì cho nên, đó, khi một cái sự tu tập, nó là một cái thể tài rất là lớn, chứ nó không phải chuyện bình thường, cái chuyện nhỏ nhen. Chứ như chúng ta suy nghĩ, ví dụ mình thích người đó mà mình tu là cũng không được. Hay mình tu mình mang cái tâm trạng của nhớ thương, và cái thứ hai là của giận hờn, của ghét bỏ một người nào đó là cũng không được. Nó chỉ đừng nói chi mà chúng ta tu đó, cho nên chúng ta phải tránh né cái người mà chúng ta hay tránh né đi, hay tránh gợi tưởng nhớ lại những cái gì mà chúng ta hận thù, chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu ở trong tâm mình, chứ đừng có nói chi mà gần, chở gần cái người. Tự nhiên tâm của chúng ta chấp thủ khi chúng ta nhìn cái người đó mà ghét, mình ghét họ, mình cho rằng là họ có nghĩa là họ tốt với mình, hay là họ gây cái sự sân hận của mình, mà cái vốn cái chủng tử của mình đó, là cái tưởng tri của mình đối diện là mình bực bội. Mình nói chuyện mình bực bội muốn cái gì? Khi cái tâm bực bội khởi sinh lên, thì nó có sự đốt nóng, cái sự hủy diệt, thì chắc chắn rằng nó cũng có cái sự nguy hiểm. Khi mà cái sân tâm nó khởi lên, cái tâm nó sinh lên là chúng ta làm các cái điều tội lỗi, mà cái sân tâm khởi lên thì chúng ta hủy diệt, và chúng ta có những cái hành động mà khi tâm khởi lên ác, tâm sân ác khởi lên thì nó rất là nhiều cái điều lỗi lầm, nhiều cái điều sai trái nó xảy ra. Chứ Phật Ngài dạy hay, thương cũng không được mà ghét cũng không được gần.
Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng thôi bây giờ mình cái tâm của mình đó, mình luyện cái từ tâm để mình làm sao mà người mà mình ghét đó, mà mình gần họ mà mình không ghét, không phải vậy. Mình không có đủ cái khả năng đó đâu. Khi mà quý vị nhớ người ta lừa gạt mình với một số tiền lớn, người ta lừa tình mình, người ta lừa mình thế này, người ta lừa mình thế kia, thì tự nhiên cái phiền não luân hồi, cái phiền não ngủ ngầm của chúng ta nó sẽ đẩy lên. Mà khi nó đẩy lên mạnh đó, thì chúng ta phiền não vô cùng, chúng ta bực bội vô cùng. Mà khi chúng ta bực bội như vậy thì kính thưa quý vị, chính chúng ta đã sai lầm, chính chúng ta đã tự mình làm một việc không đúng, tự mình đã làm cho mình nên những cái sự đau khổ, cho nên cái tu đó. Bởi vì sao? Quý vị biết là nội chí không nói đến cái chuyện thương yêu, ghét hờn, giận hờn, mà cái phiền não ngủ ngầm trong tâm ta, chúng ta đối phó nó cũng đã muốn chết rồi. Chứ đừng có nói chi mà mắc phải lấy cảnh sát tai nghe tiếng này đối với cái người mà chúng ta không thích. Ở đây một chỗ thích cũng không được, mà không thích cũng không được, và tránh né hết những cái hình ảnh như thế, hay là những cái cảnh như thế, để tâm của chúng ta tiến tu. Cái vấn đề hay chỗ là để tâm của chúng ta tiến tu. Mà khi tâm của chúng ta tiến tu á, bởi vì có những mà ở trong một cái bên kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, nó Phật nói hay lắm. Thì có những lậu hoặc phải do cái gì? Phải do tránh né, phải do kham nhẫn, phải do thọ dụng, phải do tập mà đoạn trừ. Thì ở đây chúng ta phải tránh cái người ghét là một chuyện, tránh cái người thương yêu là cái chuyện cần phải làm như thế. Cả hai, cái ghét cái thương này đều phải tránh. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình gần cái người thương rồi thử coi mình thử cái nội công tâm của mình, không được đâu. Từ cái sợi dây ghét thương nó vốn ở trong tâm của chúng ta nha. Quý vị nhớ Anusya, tức là dục ái tiềm miên, sân tiềm miên, nó là ngủ ngầm. Nếu chúng ta muốn thương là sẽ thương, nếu chúng ta muốn ghét là nó sẽ ghét. Mà khi cái nghịch duyên, nghịch cảnh nó tới á, là cả hai đều không có thể tiến triển được. Thành thật nói chung vì nghe vậy đó. Rồi còn nói về cái tâm lý, tâm tư bình thường. Khi mà chúng ta gặp cái người mà chúng ta xa cái người yêu là khổ, mà ghét chúng ta gặp là cũng là khổ, là chắc chắn. Bởi cho nên ở trong cuộc đời này, cái sự thương, sự ghét làm cho con người phải đau khổ, làm cho con người phải biết bao nhiêu là cái sự phân kỳ, phân ly ở trong cuộc đời này. Và cái ghét cái thương này nói rộng hơn, không chỉ nói đến cái ái luyến của nam nữ, mà cái ghét cái thương này nói đến một cái ái luyến của cái sự phân biệt, của cái sự dính mắc, của cái sự bực bội, của cái sự khó chịu. Và khi chúng ta thương nhau thì thương cả lối đi, mà ghét nhau cái cả trong ti họ hàng, thì cái thương cũng vậy, cái ái cũng vậy, và cái ghét này cũng vậy. À, chúng ta gặp cái người đó mà thân quen với cái người mà chúng ta ghét cũng không vừa lòng. Rồi có một người nào đó mà quen biết, hay cái cảnh gì chúng ta thân thương, nó gợi nhớ, gợi thương, chúng ta cũng đau khổ nữa. Ừ. Cho nên phải nói cái sự tu tập đòi hỏi cái người đệ tử phải có một cái sự tỉnh táo, phải có một cái sự xuyên suốt, phải có một sự bình tĩnh thì chúng ta mới thoát qua được. Bởi vì gặp cái người yêu thương thì phải ôm ấp và phải đủ thứ đủ chuyện, bởi nó dính mắt mà, bởi vì nó hưởng cảnh mà, bởi cái hít mà, thì nó dính vào như vậy thì làm sao mà khả năng tiến hóa về thiền định hay là về đạo quả được. Nó có một sự dây ái
đã đặt ở trước mặt họ rồi, đóng ở trước mặt họ rồi. Rồi cũng vậy, cái sự bực bội, cái sự khó chịu khi gặp một người đó thì lại càng khó khăn hơn. Cái việc mà chúng ta mà có thể vượt qua được á, chính họ đó, khi tâm của chúng ta nó đã thành tựu được rồi kìa. Còn người phàm phu mình được rằng à, bây giờ tôi hết giận rồi, tôi không giận người ta nữa, tôi không ghét người ta nữa, là tôi coi người ta là chỉ là chúng sinh bình thường, ai cũng như ai, nói là một chuyện nhưng điều mà thực tế nó là cái chuyện khác. Khi nào mà cảm giác lạc, cảm giác khổ, thọ lạc thọ khổ mà chúng ta quân bình được, ngay khi đó phải có một sự tu tập nó chuyên cần và nó thường tục. Còn cái hình ảnh triết lý chỉ nói lên để chúng ta hiểu, để chúng ta không có chấp thôi, chứ còn rất khó lắm, cực kỳ khó, không có đơn giản. Mà mình trốn tránh có tùy việc, trốn tránh có những việc cần phải đối diện, đó chính là phiền não của mình. Đây nè, ví dụ giờ mình thương người đó thì đối diện cái phiền não, bây giờ mình phải làm sao mà mình diệt trừ cái thương này, diệt trừ cái nhớ này, cái tham ái, thì chỉ quán đến cái gì? Bất tịnh, quán đến bất tịnh, quán đến vô thường, khổ não, vô ngã, quán đến cái sự lặng hợp, lăn trôi, sinh tử, đau khổ cũng do cái ái này. Rồi chúng ta, gây cho chúng ta cầm luân sinh tử, đau khổ. Rồi tất cả phàm sở hữu tướng, giai thụy, hư vọng, sự thương, cái những cái gì yêu thương này, rồi cũng là dĩ vãng, rồi cũng là cảm thọ trôi qua. Và khi mà cái giận hờn, cái bực bội cũng vậy, chúng ta cũng nghĩ đừng gây nhân đau, đừng cứ gây nhiều đau đớn quan kết với nhau. Chúng ta đã từng đau khổ trong cuộc đời mà cái ghét này, cái quan trái quán hờn này, cái bực bội, cái khó chịu này, tự nhiên chúng ta mất vui, tự nhiên mất cái an lạc, mất cái bình tâm, thì tại sao mà phải đối diện với chính họ mà cứ ân quán mãi à? Thì thế là chúng ta biết cái sự từ tâm, khởi lên cái từ tâm, khởi lên cái sự buông bỏ, khởi lên cái sự tha thứ, khởi lên cái sự không chấp hữu họ, chính họ nữa. Tức là cột tối đó mới được gỡ ra. Rồi sau đó đó, từ cái chỗ mà chúng ta không có bị chấp hữu, không có bị đau đớn, vượt qua cái đau đớn, vượt qua cái bực bội, vượt qua cái khó chịu, tức là cái sân, cái tật, cái lận, cái hối, hay là cái sự quan kết, cái sự bực bội, cái sự khó chịu, mình suy quán, đúng không? Mình phải suy quán cái sân này, mình phải suy quán một cái niệm lòng từ, có cái từ tâm, hay là chúng ta phải niệm về cái gì, về một cái suy quán về cái nghiệp quả. Và chúng ta, nếu chúng ta không có một cái suy quán về cái nhân quả, thì chúng ta bực bội họ, đó chính là khởi cái tâm ác, ý sân ác đối với chính họ, thì chúng ta cũng sẽ trả quả tái tục là gặp hoài. Thương thì sẽ xa, rồi cũng sẽ khổ nữa, mà ghét thì cũng gần. Không gặp thì cũng khổ, mà gặp những người ghét lại càng khổ hơn. Thì cho nên bây giờ cái ghét cái thương này, chúng ta cần phải có một cái, bởi vì cho nên Đức Phật Ngài dạy cái gì? Cái sammacchaya, cái tỉnh giác á, cái trí tuệ, để mới hiểu thoát, mới hiểu thấu, hiểu suốt những gì mà quý vị đang cầm, đang nắm. Vợ chồng, con cái, gia đình, sự nghiệp gì, đó chẳng qua là cái ái trong hiện tại, mà nhân quả từ quá khứ mà chúng ta đang gặp ngay hiện tại này. Rồi kết thúc cuộc đời này, chúng ta đi theo cái nghiệp duyên của chính mình, rồi trong mai sau, ở các giai tầng, ở các nơi, ở các điều, thì có thể chúng ta gặp lại người vợ này, chúng ta gặp lại người chồng này, gặp lại người con này. Và có đôi khi chúng ta không gặp lại người vợ, người chồng, người con này. Rồi thì cũng có cái gì? Cũng có một điểm mới, cũng có một sự trầm luân sanh tử đau khổ, nó lăn trôi như vậy, ở các giai tầng. Là địa ngục bằng sanh Atula, ngạ quỷ, và đặc biệt tức là bằng sanh làm kiếp người hay thú gì, chúng ta cũng sẽ bị cái duyên tham ái này, nó cột, nó trói. Và cái duyên bực bội khó chịu này, để gây đau khổ, để gây đớn đau cho nhau, nó như thế đó. Và cứ trầm luân, cứ sanh tử, cứ như thế,
quả thật như vậy đó. Chứ không phải rồi kiếp này không gặp được, xin hẹn lại kiếp lai sinh, rồi chúng ta gặp lại họ chưa chắc. Rồi chúng ta bực bội khó chịu, nguyện đời đời kiếp kiếp tôi sẽ không bao giờ gặp người này, thì cũng sai luôn. Bởi vì thương phải xa, mà càng ghét thì càng gần. Bởi vì cái điều mà chúng ta không muốn, ta phải chia lìa sự vật mà thương ta yêu ta vừa lòng. Ta có cái nghiệp của ta, ta làm lành được vui gây dữ thì phải chịu khổ. Nó như thế. Ta luôn luôn suy tư về cái nghiệp của chính mình để vượt qua cái gì? Để vượt qua cái sự thương, sự ghét này. Có thể nói rằng có những lúc, có những cặp vợ chồng, có những gia đình, cha mẹ xa con, chồng xa vợ, vợ xa chồng, biết bao nhiêu là nước mắt, biết bao nhiêu là những niềm đau nỗi khổ rơi xuống cho công cuộc ly tán này, cho một cái hoàn cảnh mà người ta không bao giờ chấp nhận. Người ta không bao giờ chấp nhận đó là chồng người ta chết, vợ người ta chết, con người ta chết, cha mẹ người ta chết, người thân người ta chết. Mà chúng ta cho là thình lình, chúng ta cho là thình lình, mà đứng trên tinh thần Phật Pháp thì không có một thình lình gì cả, mà đó chính là cái chướng nghiệp đó, nó đi qua, nó làm, nó cắt đứt cái sanh hữu của chúng sinh đó, do những tai nạn, do những cái điều kiện này, điều kiện kia, hay là người ta đang được thượng duyên, thượng may, bây giờ tự nhiên có một cái lý do gì đó, nó khởi sanh lên, và thế là gia đình họ, họ ly tan, họ ly tán, họ mất mát, thì tất cả cũng đều có một duyên khởi của chính nó. Những người mà chấp hữu á, thì họ không chấp nhận. Họ không chấp nhận rằng chồng của họ đã chết, vợ của họ đã chết, cha mẹ của họ đã chết, con của họ đã chết. Nhưng chấp nhận hay không chấp nhận, vòng xoay của nghiệp quả đã là như thế. Cái người này tuổi thọ như thế thì họ thọ như thế, chứ không thọ hơn, không thể nào đi qua nổi, không thể nào vượt qua được. Thì rất là hay, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu biết được cái giá trị của chính nó đó, cái sự hợp trụ rã tan đó, thì mọi việc đó là một chuyện mà chúng ta cần phải, phải nhìn để quán thôi, phải nhìn để suy nghĩ thôi. Bởi vì sự hiện hữu này, cái sự hiện hữu này chẳng qua chỉ là một tập hợp của những khổ đau. Hiện hữu này chính là sự đau khổ, còn hiện hữu tức là còn đau khổ. Và ngày nào hiện hữu trên cuộc đời, hiện hữu tam giới này, thì ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì cũng đồng nhất phải đau khổ thôi. Ở cảnh giới của thiền, thì sau khi mãn, sau khi hết cái thiền lạc rồi, thì chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Và họ cũng trở lui cái dục giới hay cũng tái sanh vòng sinh tử đó. Thì họ đau khổ. Chứ không phải là một ai mà có quyền sinh sát ban phát giáng hòa cho tất cả, mà chính đó chính là cái sợi dây trói buộc kiết phược này, và cái sự khó chịu bực bội oán hận này nó luôn luôn nghĩ đến ta. Cho nên quả thật, kính thưa quý vị, khi chúng ta bực bội người đó làm hại ta, người đó chê ta, người đó mạ lị ta, người đó chúng ta tạm gọi tức là làm nhục ta, chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy nữa. Khởi lên những cái tâm đó đó, là cái tâm đó nó càng cái quan kết cột trói. Và cũng như là người đó thương ta, người đó tốt với ta mà chúng ta nhớ nhiều, thì cũng là một sự đau khổ nó cột trói. Thôi thì nhân quả, cắt dây kiết phược chúng ta cắt không được, nhưng những cái sự bực bội khó chịu chúng ta nghĩ rằng chúng ta khó tha thứ, nhưng rồi cũng đi qua. Chúng ta cứ nhớ suy nghĩ đi, cảm thọ nó vô thường. Thôi thì trước cũng qua, sau cũng qua, rồi nó sẽ đi qua. Nhưng có một số người đó, vì không bình đó, có những cái trôi xa những gì mà tầm tay của mình đó, họ trở nên điên loạn. Những cái gì mà họ thương, họ quý, họ yêu, hoặc là họ oán hờn, họ cũng cảm thấy hận, từ cái sự hận thù đó, tâm của họ không còn bình tĩnh nữa. Tâm của họ luôn luôn nung nấu và ung đúc những cái sự trả thù, những cái sự bực bội, những cái sự khó chịu khi gặp, khi nghe, khi thấy
Bởi cho nên cuộc đời này nó khổ đau là gì đó quý vị? Nó khổ đau là gì đó? Khổ đau như thế nào? Của trong cái ghét, trong cái thương, trong cái vừa lòng, cái không vừa lòng. Trong cái mà chúng ta gọi là của tôi, và trong cái mà gọi là không vừa lòng tôi. Cái không vừa lòng, không làm vừa lòng tôi, và cái vừa lòng tôi, luôn luôn, nó luôn luôn, nó đi theo chúng ta. Nếu chúng ta không có sự tu tập, không có sự kiểm soát, bởi vì quý vị biết cần phải có cái sự tu tập để cái làm gì? Để nhầm, để không cho cái tham ái nó khởi sinh, để không cho phóng dật nó xuất hiện. Bởi chúng ta phải có cái sự tu niệm, chúng ta phải có một sự nhất quán, thì nó mới ổn định được. Còn nếu như chúng ta không có sự nhất quán, thì cái gì? Thì cái phóng dật, tức là cái si phần đó, nó dẫn dắt chúng ta, nó dẫn dắt chúng ta phải ái chấp với nhiều cái cánh, cảnh vật, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, rồi nó dẫn dắt chúng ta đến cái sự bực bội, đến cái sự khó chịu, tức là sân tật lẫn hối, rồi vũ tàm vũ vi phóng dật. Nó cứ cứ làm chúng ta vần quanh và hiểu trên tinh thần Phật pháp á, thì tu hay không tu, xuất gia hay tại gia gì cũng vậy, phải khởi niệm ác là kết quả ác, khởi niệm thiện là kết quả thiện, chúng ta phải nhớ như vậy. Chứ cái chuyện tu á, là cái chuyện của chư tăng, của các sư, của các thầy, của các cô. Chứ mình là người cư sĩ, thật kệ mình, coi như lâu lâu mình ghé cái bến tu chút xíu, thì không phải vậy. Rồi mình làm được gì làm, rồi mình không có sao, không phải vậy. Mà cái ái trầm luân sanh tử, khổ đau này, ba cõi bốn đường đó, nó khắp cùng pháp giới chúng sinh. Đó chính là Sabbe Sankhara, các pháp hữu vi. Nó bao trùm tất cả. Cũng đồng đều như nhau. Cái người tu thì nó nhẹ hơn, người không tu thì nó nặng nề. Và nó trầm luân sanh tử đau khổ mãi. Chúng ta phải nhớ như vậy nha. Chứ đừng có nghĩ rằng nếu như mà mình, thôi thì mình cư sĩ, mình là người bên ngoài, chứ mình là tu không tu thì không sao. Nói như vậy chính là chúng ta đã chấp sai. Cái vai trò tu tập của những người xuất gia cần phải có sự tinh tấn, cần có sự chuyên cần, cần có sự rốt ráo hơn là những người cư sĩ phải bật nhiều cái tục sự ở trong cuộc đời. Thì vì vậy cho nên chúng tôi nói, dầu cho có tu hay không tu, đối với cái người thiện nam tứ hoặc là nữ cư sĩ gì cũng là đồng nhất. Chứ cái việc tu này không phải chỉ có người tu, người đi tu mới tu. Chúng ta thường có những cái sự suy nghĩ như vậy, phải vậy. Và kính thưa quý vị, cái sự tu của chúng ta đó chính là chúng ta giữ giới. Đối với cư sĩ thì giữ ngũ giới, rồi chúng ta làm các cái công đức thiện sự, rồi chúng ta cố gắng mà thực hiện, tức là chúng ta trau dồi tâm của mình, tức là hay chúng ta điều phục tâm của mình, chúng ta gìn giữ thân tâm của mình cho được trong sạch, cho được tốt đẹp. Thì đây là một ý niệm tu tốt, ý niệm tu lớn, không phải bình thường đâu. Chúng ta bớt sân, chúng ta bớt tham, chúng ta biết ban bố, đó chính là dứt bỏ cái lòng bỏng sẻn. Chúng ta biết tha thứ, đó chính là cái tâm bi, cái tâm từ nó khởi lên, không có cái di họa cho chúng sinh, không làm chúng sinh sợ hãi. Và trang ban trải một cái dòng suối mát cho tâm tư của người, để họ không bực bội với chúng ta. Chứ tự nhiên họ nhìn mình, họ cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì cái tâm tư của mình đang ghét họ, đang thù oán họ. Còn ở đây chúng ta nhìn, chúng ta nói, chúng ta làm bằng một cái tình thương, mến thương. Còn nếu như không mến thương thì chúng ta không khởi cái tâm ác, thì tâm ưu trúng xuất hình ư ngoại. Ở trong mình nó như thế nào thì nó xuất hiện ra bên đó. Hay là tâm của chúng ta không có bực bội, không có ác tâm với chính họ, mà tâm của chúng ta có một sự hiền thiện, tâm của chúng ta có một sự nhẹ nhàng, tâm chúng ta đúng là tâm giữ thái độ hành xả thì nó cũng nhẹ nhàng. Người ta sẽ cảm nhận được họ không còn ghét bỏ mình, họ không có phải là giận hờn mình gì nữa, thì đó cũng là một cái sự vô hại cho chính họ, một cái sự họ không gây khó chịu. Bởi vì cho nên cái sự tu của chúng ta nó có đặc biệt lắm. Biết buông bỏ xuống,
biết tha thứ, biết chấp nhận, biết chấp nhận và tha thứ, chấp nhận cái niềm đau nỗi khổ, để chấp nhận cái nghiệp quả để chúng ta, để chúng ta vượt qua, để chúng ta tha thứ. Còn người không hiểu biết nghiệp quả, người không hiểu biết được cái nhân duyên, thì người đó chấp thủ chính là đau khổ thôi. Nó như thế thôi. Bây giờ mình thù người ta dữ lắm à, thì cũng như thế. Bây giờ mình thương người ta quá à, bây giờ người ta đã trôi xa tầm tay của mình rồi, thì thôi, có thể gặp lại, có thể không gặp lại, hay cái đồ vật đó nó có thể tìm lại được hay nó mất đi, đều do cái phước duyên của chúng ta, đều do cái công đức của chúng ta có hay là mất. Nó như thế. Cho nên từ cái chỗ mà hiểu được, biết được, suy nghĩ được về những được thua mất còn ở trong cuộc đời, mà chúng ta vượt qua được tất cả, thì đó là ý niệm của cái sự tu tập tốt đẹp. Và đó cũng chính là hành trang, đó cũng chính là một điều tốt lành để tất cả chúng ta được an lạc ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Cho nên vì vậy, trong cuộc đời này, chúng ta hãy chuẩn bị cho thương phải xa, và chúng ta chuẩn bị cho ghét phải gần. Nói chung cả hai điều đó chúng ta phải nhớ rằng, nếu chúng ta gần thì sao? Cũng là bất lợi. Và nếu gì bất lợi thì vậy, cho nên chúng ta ly tham, ly ác một chút xíu, đỡ phải gây nhiều cái quan kết, gây nhiều cái đau khổ cho đời này cũng như kiếp lai sinh. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày câu pháp cú số 210. Ở trong phẩm ái là như vậy, nếu có điều chia sẻ tất kính ngưỡng mong chư tăng cùng toàn thể đại chúng quan hỷ cho. Kính nhâm dứt thời dẫn thức nơi đây, trước khi dứt lời kính dân phật phước lành để được đầy được thực tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên tại chùa Bửu Đức, tại chùa Quảng Nghiêm, các vị các bậc thầy tổ, bà cha mẹ, tất cả những người thân quyến thuộc của chúng tôi và quý vị, cũng như các vị chân linh, dắt linh, ký linh ở hai chùa, tháp ở hai chùa, tất cả được an lạc, được tấn hóa. Và mong cho tất cả chúng ta luôn luôn có sự kiểm chót, có cái sự tu tập để tất cả được an lạc ở hôm nay cũng như ở ngày sau. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tam Bà Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Thọ Trệ Quyền đã giảng bài học số 210 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Trị Quyền. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bằng vô tư sắp phẩm mạng ngân lăng rạc hành tư sắp bè đê vô tư sắp phẩm bồ đà nụ phá vô nà sá đà sá thê vô nà tư đê. Bằng vô tư sắp phẩm mạng ngân lăng rạc hành tư sắp bè đê vô tư sắp phẩm mạ nụ phá vô nà sá đà sá thê vô nà tư đê. Bằng vô tư sắp phẩm mạng ngân lăng rạc hành tư sắp bè đê vô tư sắp phẩm khá nụ phá vô nà sá đà sá thê vô nà tư đê. Tất cả hạnh phúc an con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo Pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đang vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Và đề quá ta sân ti quý hà ra hoa si ni thu pê gà rê bồ thi gà rê tăng tà hình ta tham ma đa đề na pa văn tu bồ chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thế